Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng bước của bài Những cô gái trên quê hương quan họ. Trong bài này chúng ta có 3 tổ hợp. Thì sau đây Khánh Linh sẽ hướng dẫn quay mặt trước và sau đó sẽ hướng dẫn cùng đứng sau. Chúng ta cùng đếm với tổ hợp thứ nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 4 2 3 4 5 6 7 8 Tổ hợp thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Tổ hợp thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Và bây giờ Khánh Linh sẽ đếm nhịp cùng hướng. Tổ hợp thứ nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 4 2 3 4 5 6 7 8 Tổ hợp thứ 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Tổ hợp thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Như vậy là Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người xong bài Những cô gái trên quê hương quan họ. Sau đây Khánh Linh xin mời mọi người cùng vào phần khớp nhạc. Trên quê hương của anh đi họ
đồng.